Sau khi mà mình sử dụng cái đề tất thải độc xong thì cái tiếp theo của bên Kim Anh đó là Kim Anh sử dụng cái mình sử dụng cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này. Nhớ nha các bạn, trước khi sử dụng thì các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng độ 20 phút, còn nếu không thì các bạn cứ để vào trong đó, khi nào sử dụng thì mình lấy ra nhé. Để nó thứ nhất là nó dưỡng cho cái kem tốt hơn, thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng cái mát lạnh á, cái độ lạnh mà mình để vào trong cái mắt của mình á, thì thứ nhất là cái mắt của mình nó được thư giãn, thứ hai nữa là nó giúp cho cái vùng mắt của mình trẻ hóa rất là tốt nha các bạn nhé. Đây, cái kem serum chống nhăn vùng mắt này của Kim Anh á, nó có cái đầu massage rất là good đó, cái đầu massage này nè. Cho nên là các bạn cứ sử dụng đi nha. Cái vùng mắt là cái vùng rất là quan trọng, cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ cái vùng mắt nha. Tại vì sao? Tại vì nhờ cái vùng mắt này nhiều khi các bạn cười lên cái là nó có nhăn liền. Mà bây giờ Kim Anh là năm nay là cũng 34, 35 tuổi rồi mà mình giữ được như vậy là nó cũng không phải là đơn giản. Cho nên là các bạn cố gắng sử dụng nha. Nếu mà sử dụng được nếu mà mình sử dụng được á, từ năm 16 tuổi là càng tốt nữa nha. Về lúc mà mình lớn tuổi đó thì nó sẽ giúp cho cái cặp mắt của mình nó tốt hơn. Nhớ nha các bạn. Kim Anh sử dụng như vậy đó, tối nào cũng vậy, cứ đi về cái là sử dụng vậy. Đó, mình massage nhẹ nhẹ cái vùng mắt này. Nhớ là đừng có làm mạnh nha các bạn, làm mạnh á cái da của mình nó dễ trùng lắm. Đó. Kim Anh cứ massage nhẹ nhẹ vậy. Đó.